Hello, chào mọi người ha. Thì hôm nay Son sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình thay lưới vợt không cần gỡ cái dòng vợt nha mọi người. Thì mình thay trực tiếp luôn ha. Mình chỉ cần cắt cái lưới cũ ra như thế này em ơi. Đây là cái lưới cũ của Son nha, xài cũng lâu rồi, nó mục rồi. Và Son thay lưới mới là như thế này. Là mình cái cách là mình thay như thế này là mình khỏi cần mình gỡ cái dòng vợt nha mọi người. Đây thì mình rất là đơn giản ha, mình chỉ cần luồn, mình cúp cái đầu lưới lại và mình luồn theo như Son như thế này ha mọi người, đều theo mắt như thế này ha. Đây rồi mình túm hai cái đầu này lại là xong nha mọi người. Thì nói chung thì cái tùng thì mình muốn dài thì mình dài thì mình để cho nó dài, còn vắn thì mình cắt cái vắn nha mọi người, rất là dễ luôn. Rồi, nếu như mọi người thấy hay cho Son xin một like ha và một đăng ký kênh ủng hộ kênh của Son nha mọi người. Bye bye mọi người.